Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui tiếp tục được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo tại ga đến quốc tế Tân Sơn Nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Phải nói rằng đối với phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất trong 2 tháng trở lại đây, sau khi mà Việt Nam của chúng ta đã hoàn toàn gỡ bỏ tất cả những rào cản liên quan đến việc nhập cảnh, thì dần dần mỗi một ngày trôi qua, mỗi một tuần trôi qua, có rất đông kiều bào từ nước ngoài trở về Việt Nam và đặc biệt là hạ cánh xuống phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Ban ngày, buổi tối, đêm khuya, hầu như ngày nào cũng vậy các bạn, sân bay luôn luôn nhộn nhịp, tất bật với rất nhiều kiều bào, du khách quốc tế cũng như là bà con đến chờ đón những người thân của mình về nước ở tại khu vực sảnh bến A1 như chúng ta thấy ở trước màn hình. Vào những đêm trước khi mà từ Vũ Channel cập nhật những hình ảnh thực tế và trực tiếp tại phi trường Tân Sơn Nhất vào mỗi đêm, đặc biệt là đêm khuya sau 23 giờ, chúng ta thấy có rất nhiều cái hình ảnh vui có, buồn có, khóc có, bởi vì những người đã rất lâu họ mới gặp nhau khi mà trở về Việt Nam. Và những hình ảnh khi mà Tường Vũ Channel cập nhật tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị sống bên nước ngoài chưa có điều kiện trở về Việt Nam thăm gia đình trong mùa hè năm nay cũng như là trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến năm 2023, thì thông qua những cái video trực tiếp tại phi trường cũng phần nào gợi nhớ cho anh chị về hình ảnh tại phi trường ngày hôm nay. Theo như bản điện tử thông báo, bây giờ là 14:49, cô chú anh chị và các bạn. Phía trước màn hình của chúng ta thấy có rất đông bà con đang chờ đón người thân của mình tại phía trước cửa ra A1 phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa cô chú anh chị và các bạn, trong cái video clip này thì Tường Vũ Channel cũng muốn cập nhật một vài thông tin. Vừa qua thì Cục Hàng không Việt Nam cũng đã ra một quyết định cấm vận chuyển 9 tháng đối với hành khách hút thuốc trên tàu bay các bạn. Đây là một trong những lưu ý đối với những người khi mà chúng ta phải chấp hành tuân thủ đúng luật của hàng không, đặc biệt là khi mà chúng ta lên tàu bay, tức là đã vào khoang của máy bay rồi, chúng ta phải tuân thủ đúng quy định cũng như là hướng dẫn của tiếp viên hàng không. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, như vậy chúng ta cũng biết trước đó vào hồi đầu tháng 8 năm 2022 vào lúc 16:45, Trung tâm An ninh hàng không của sân bay Nội Bài đã phối hợp với đại diện của hãng hàng không Vietravel Airlines đã áp tải và bàn giao cho cảng vụ hàng không miền Bắc để xử lý đối với hành khách viết tắt là chữ D, sinh năm 1996, khi anh ta đi trên chuyến bay VU939 chặng bay từ Hà Nội đi Sài Gòn, dự kiến cất cánh lúc 16:35 do có hành vi hút thuốc lá trên tàu bay. Và khi chuyến bay đã đóng cửa khởi hành, nhà chức trách hàng không sau đó đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng với nam thanh niên này. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, nhưng có một điều thật sự rất đáng tiếc là khi mà cái thời hạn đóng tiền phạt của nam thanh niên này, do anh ta cố tình không chịu nộp phạt theo quy định của hãng hàng không, dù đã có rất nhiều lần cơ quan chức năng đã đôn đốc trong cái việc mà nộp phạt hành chính đối với nam hành khách này, tuy nhiên thì vẫn chưa thể thực thi cái việc nộp phạt của hành khách này. Chính vì điều đó cho nên nhà chức trách hàng không buộc phải ra quyết định chế tài mạnh hơn, đó là cấm vận chuyển bằng đường hàng không 9 tháng cô chú anh chị và các bạn.
9 tháng kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 6 năm 2023. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng khi mà bất cứ một hành khách nào đã làm sai quy định của hãng hàng không, và đặc biệt là khi chúng ta đã lên khoang máy bay chuẩn bị cất cánh mà chúng ta đã vi phạm và không tuân thủ với tiếp viên hàng không, cũng như là chúng ta không có thực thi cái trách nhiệm nộp phạt nếu không may chúng ta lỡ vi phạm cái việc quy định an toàn của ngành hàng không. Cho nên đối với tất cả những hành khách, đặc biệt là chúng ta di chuyển ngay cả các chuyến bay quốc tế cũng vậy, chuyến bay trong nước, thì chúng ta nên hết sức lưu ý và tuân thủ mọi quy định của ngành hàng không, bởi vì ngành hàng không đặt cái vấn đề là an toàn lên hàng đầu, và có thể nói là an toàn 100% được đặt lên hàng đầu các bạn. Và theo đó thì lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không của Việt Nam cũng như là các hãng hàng không nước ngoài khai thác tại Việt Nam phải không được vận chuyển nam hành khách này trên các chuyến bay nội địa và các chuyến bay quốc tế mà xuất phát từ Việt Nam theo cái thời hạn bị cấm vận chuyển, như chúng ta vừa biết là bắt đầu tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2022 cho đến hết ngày 14 tháng 6 năm 2023. Điều đó có thể thấy rằng chỉ cần một cái hành vi nhỏ thôi mà chúng ta đã làm cho chúng ta bị một cái mức phạt rất là nghiêm khắc, cấm đến 9 tháng các bạn, 9 tháng. Như vậy là ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc di chuyển của chúng ta bằng đường hàng không. Và phía bên Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, đặc biệt là Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, phải có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc để kiểm tra và đối chiếu chặt chẽ giấy tờ tùy thân, cũng như là nhận dạng hành khách khi mà hành khách này sử dụng đi tàu bay, để phát hiện cũng như là ngăn chặn kịp thời. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Cách đây cũng không lâu, một vài tuần trước thôi, có nhiều hành khách cũng đã tự sướng, tức là tự chụp ảnh ở tại những cái điểm cấm ở trong sân bay, cũng như là ngồi trên cái băng chuyền vận chuyển hành lý của chúng ta đó, thì cũng đã bị nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính. Thì đây là một trong những cái lưu ý của tất cả chúng ta, ngay cả chuyến bay quốc tế hay là trong nước cũng vậy, ta cũng hết sức lưu ý và tốt nhất là mình tuân thủ mọi quy định của hãng hàng không để tránh gặp những rắc rối về sau. Như vậy có thể thấy rằng ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều bà con từ nước ngoài nhập cảnh vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Buổi chiều thì cũng có nhiều chuyến đến từ Thái Lan, rồi từ Đài Loan cũng như là Singapore, và cũng có một số chuyến hạ cánh từ Hàn Quốc và Nhật Bản các bạn. Phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất thì trong cái video clip ngày hôm trước, Tường Vũ Channel cũng có cập nhật một vài phút về cái điểm mà đón xe taxi truyền thống của hãng MyLink và hãng Vinasun ở tại vị trí cột số 1234 của chú anh chị và các bạn. Đối với việc đón xe taxi ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì chắc hẳn cô chú anh chị và các bạn cũng nghe rất nhiều và có nhiều anh chị cũng biết rõ rồi. Tuy nhiên còn một số anh chị cũng chưa có biết được cái điểm đón xe taxi, cho nên và
cũng có một số anh chị cũng có yêu cầu là cập nhật về cái tình hình xe buýt, ở tại sân bay đi về trung tâm Sài Gòn sẽ đi tuyến xe buýt nào. Thì một vài phút nữa Tường Vũ Channel sẽ cập nhật tuyến xe buýt 152 đi từ phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất đi về tới trung tâm Sài Gòn luôn cô chú anh chị và các bạn, về đến đường Hàm Nghi luôn. Thì mình sẽ cập nhật một vài hình ảnh tuyến xe buýt này để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn được nắm được. Tuy nhiên thì đi xe buýt thì nó cũng có cái ưu điểm là giá rẻ. Tuy nhiên có những cái nhược điểm là chúng ta phải chờ tới giờ xuất bến, cũng như là một số cái trạm dừng mà xe buýt cần phải dừng để đón khách. Thứ hai là khi mà chúng ta đi về có rất nhiều hành lý thì cái việc mà chọn xe buýt có thể nó chưa phù hợp lắm, bởi vì xe buýt thì cũng không phải là chở, ví dụ chúng ta đi 3-4 người mà có 6-7 kiện hành lý thì điều đó cũng rất là khó, không có tiện lợi bằng đi xe taxi. Thì đó là theo quan điểm của Tường Vũ Channel thấy là như vậy. Đối với việc đón xe taxi thì cô chú anh chị và các bạn cũng hoàn toàn yên tâm thôi. Hiện nay thì với tình hình giám sát rất là chặt chẽ việc xe taxi hoạt động tại sân bay ga trong nước cũng như là ga quốc tế thì anh chị cô chú không có gì phải lo lắng ha. Theo dự kiến thì trong đầu tuần sau, tức là ngày 12 tháng 9 năm 2022 sẽ tiếp tục khai thác một tuyến xe buýt mới, đó là tuyến xe buýt 109 cô chú anh chị và các bạn. Tuyến xe buýt có số hiệu 109 của hãng xe Phương Trang sẽ tham gia để mà khai thác tuyến lộ trình từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến bến xe buýt Sài Gòn các bạn. Và Tường Vũ Channel xin phép chia sẻ cái lộ trình để cho cô chú anh chị và các bạn tiện theo dõi. Chúng ta thấy thuận lợi thì mình có thể đón tuyến xe buýt 109 từ sân bay về đến trung tâm thành phố ha. Lộ trình của tuyến xe buýt Sài Gòn sẽ xuất bến lượt đi là từ công viên 23 tháng 9, tức là bên gần chỗ đường Phạm Ngũ Lão đó cô chú anh chị và các bạn. Đi theo lộ trình đường Phạm Ngũ Lão, đường Dệt Xin đến đường Trần Hưng Đạo, đường Hàm Nghi, đường Pasteur, đường Võ Thị Sáu, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tức là đường Công Lý ngày xưa, rồi đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Phan Đình Giót, đường Trường Sơn, sau đó đi vào cầu vượt sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ga quốc tế luôn cô chú anh chị và các bạn. Rồi lượt về thì sẽ bắt đầu đi từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ga quốc tế. Điểm đón ở tại làng B, cô chú anh chị và các bạn nhé. Điểm đón tại làng B, ga đến. Làng B là cái làng phía bên ngoài gần cái hàng rào của cái bãi đậu xe đó cô chú anh chị và các bạn. Và điểm đón tiếp theo là xe buýt này sẽ chạy qua bên ga quốc nội và sẽ đậu tại làng B, tức là điểm đón của nhà ga quốc nội làng B. Rồi lộ trình đi về đường Trường Sơn, tiếp theo là đường Trần Quốc Hoàng, đường Hoàng Văn Thụ, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đến đường Hàm Nghi. Đường Hàm Nghi là bến xe buýt rất lớn ở tại Sài Gòn đó cô chú anh chị và các bạn. Sau đó đến đường Lê Lai, rồi đến bến xe buýt Sài Gòn, tức là công viên 23 tháng 9. Như vậy cái lộ trình là đi từ sân bay về thẳng trung tâm và từ trung tâm đi thẳng về sân bay luôn. Giá vé ở đây là từ 8.000 đồng cho đến 15.000 đồng một lượt cho một hành trình. Với cái tuyến này hoạt động thời gian từ 5 giờ 45 phút sáng cho đến 23 giờ 40 phút với tần suất là 45 phút trên một chuyến cô chú anh chị và các bạn. Và xe buýt 109 này sẽ đón và trả khách tại dãy B ga quốc nội, cột B17 cho đến cột B20. Và tại khu vực đối diện sảnh ga của ga đến quốc tế, thẳng cái cột số khoảng 13 các bạn. Từ cái cửa A1 và phía trước màn hình của chúng ta nhìn thẳng ra phía bên ngoài thì thấy cái xe buýt 109 màu cam cam của hãng xe Phương Trang. Như vậy với cái thời gian cũng rất thuận lợi luôn.
từ 5 giờ 45 phút sáng cho đến 23 giờ 40 phút. Thì với cái khung giờ hoạt động như vậy cũng rất rộng và thoải mái cho quý cô chú anh chị và các bạn có thể nghiên cứu và chọn lựa làm sao phù hợp với cái lộ trình của mình đi ha. Giá vé thì rất là rẻ luôn. Bên cạnh đó thì cũng có một số anh chị có hỏi là khi mà về khuya như vậy thì muốn mua sim 4G ở tại sân bay thì có còn bán hay không. Thì Tường Vũ Channel cũng xin phép chia sẻ như thế này. Vào những đêm trước khi mà Tường Vũ Channel có cập nhật những hình ảnh tại sân bay vào khuya sau 23 giờ đêm này, thì có những đêm á, thì Tường Vũ Channel thấy cái quầy bán sim 4G phía bên tay trái màn hình của chúng ta đó có nhân viên còn ngồi bán, nhưng cũng có những đêm thì nhân viên nghỉ sớm cô chú anh chị và các bạn, chứ không phải lúc nào nhân viên bán sim 4G cũng có mặt ở tại quầy này hàng đêm đều đặn là 11 rưỡi đêm hay là 11 giờ đêm. Cho nên thì cô chú anh chị và các bạn cũng có thể khi mà chúng ta lấy hành lý xong ra khỏi cái máy soi chiếu hành lý đó, thì ở bên trong đó cũng có những cái quầy bán, thì cô chú anh chị và các bạn có thể xem thử có nhân viên bán sim 4G tại đây hay không. Bởi vì thì ban ngày chắc chắn là có, nhưng mà đêm khuya thì không phải đêm nào cũng có. Thì đó là theo như từ buổi chiều đầu cập nhật hàng đêm thấy là như vậy. Cho nên mình không chắc là có bán hàng đêm đều đặn hay không. Tại vì có đêm là không. Đó là theo thực tế mà mình thấy ở tại sân bay thì mình chia sẻ như vậy. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, như vậy thì hiện nay việc mà dịch bệnh Covid-19 thì mới đây Bộ Y tế cũng đã ban hành một quy định mới, cũng như là bãi bỏ yêu cầu đeo khẩu trang khi mà tiếp xúc gần. Thì như vậy thì đối với tại sân bay chúng ta có bắt buộc phải đeo khẩu trang hay không? Thì Tường Vũ Channel cũng xin phép chia sẻ một vài cái quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở một trong các trường hợp như sau. Thứ nhất là tại cơ sở y tế, nơi cách ly y tế, nơi lưu trú mà có người đang cách ly y tế hoặc đang theo dõi, giám sát y tế, áp dụng với tất cả các đối tượng trừ những người cách ly ở trong phòng đơn, người bị suy hô hấp, người đang phải thực hiện thủ thuật y tế theo chỉ định của bác sĩ, trẻ em dưới 5 tuổi. Và khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, tàu điện, bến phà, xe khách, xe buýt, xe taxi, áp dụng với hành khách, người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ khi tiếp xúc trực tiếp với hành khách. Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, áp dụng với nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Tại nơi có không gian kín, chẳng hạn như là quán bar, vũ trường, karaoke hay là các cơ sở làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình mà kín các bạn, có nghĩa là đóng kín cửa luôn đó. Và tại các cơ sở văn hóa du lịch, nơi mà tổ chức sự kiện tập trung đông người. Theo đó thì Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở phối hợp để mà thực hiện một số hướng dẫn trực tiếp giám sát để xử lý những hành vi vi phạm bắt buộc sử dụng khẩu trang theo quy định mà Bộ Y tế vừa ban hành. Như vậy, với quy định mới của Bộ Y tế thì hiện nay tại sân bay, tại phi trường không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Còn chắc chắn là khi mà chúng ta ngồi trên khoang máy bay thì thông thường những tiếp viên hàng không luôn luôn nhắc nhở hành khách nên bảo vệ sức khỏe của mình và những người xung quanh bằng biện pháp đơn giản và dễ nhất, đó là việc đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay. Dù sao đi nữa, đó là những biện pháp tốt để bảo vệ sức khỏe của chúng ta.
Phía trước màn hình của chúng ta là một số quầy thức ăn nhanh, cô chú anh chị và các bạn. Đây là quầy gà rán. Đối với thức ăn ở đây thì giá nó sẽ mắc hơn phía bên ngoài khoảng gấp đôi, gấp ba gì đó các bạn. Tuy nhiên thì bởi vì chi phí ở trong sân bay nó sẽ cao hơn phía bên ngoài. Dù sao đi chăng nữa thì nó cũng rất là thuận lợi cho chúng ta có thể ngồi nghỉ chân, cũng có một cái chỗ để ngồi nói chuyện chờ đợi. Đây là quầy Bispo. Phở, hủ tiếu, rồi nhiều thức ăn rất là tiện lợi luôn. Và phía trước là quầy sim 4G nha cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta muốn mua sim 4G có thể rẽ bên phía tay phải từ cửa ra A1, cách khoảng chừng vài mét thôi là thấy cái quầy bán sim 4G. Ở tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất ra đến thì cũng có khoảng chừng 5 quầy thức ăn nhanh, nước rồi cà phê, một số thức ăn như bánh mì, phở, hủ tiếu, gà rán các bạn. Đây là một số hình ảnh những cái quầy thức ăn nhanh dành cho chúng ta khi mà cảm thấy đói quá không chịu được thì chúng ta có thể ghé những cái địa điểm này để chúng ta có thể ăn lót bụng nha. Tại cột số 14 thì cũng có một quầy Burger King. Giá thì 178, 200, 200 mấy các bạn, nó tùy vào mỗi cái size của nó. Và phía trước màn hình của chúng ta là những chuyến xe buýt. Xe buýt mang số hiệu 152 di chuyển từ sân bay quốc tế về đến trung tâm thành phố. Mình sẽ cập nhật phía bên ngoài cũng như là phía bên trong của những chiếc xe buýt này ha, để cho cô chú anh chị và các bạn có thể di chuyển từ sân bay về trung tâm thành phố. Tất nhiên thì đi xe buýt nó phù hợp khi mà chúng ta ít hành lý cơ. Ví dụ một hành lý nhỏ, một cái vali hoặc là một cái túi đeo nhỏ thì chúng ta sử dụng xe buýt nó sẽ tiện lợi, giá cực rẻ luôn. Mình sẽ cập nhật các bạn giá để cho cô chú anh chị và các bạn có thể tiện theo dõi, cũng như là phía bên trong xe buýt như thế nào. Đối với xe buýt này mà khi chúng ta đi từ nước ngoài về rất nhiều hành lý lớn thì chắc chắn nó sẽ không phù hợp. Bởi vì xe buýt này không có nhiều cái khoang để mà chúng ta chứa những hành lý lớn đâu. Trường hợp cần thiết thì chúng ta cũng có thể mua thêm ghế để chúng ta để hành lý ha. Bây giờ chúng ta sẽ cập nhật cái bảng giá của tuyến xe buýt 152 nha cô chú anh chị và các bạn. Nếu chúng ta đi chặng dưới 15 cây số là giá 5.000 đồng. Còn từ 15 cho đến 25 cây số là 6.000. Còn từ 25 cây số trở lên là 7.000 đồng của chú anh chị và các bạn. Như vậy đối với cái lộ trình của tuyến xe buýt 152 là lộ trình đi từ khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh đến Bến Thành, rồi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy cái lộ trình đi sẽ là sân bay Tân Sơn Nhất, ga quốc tế, điểm đón khách tại làng B, ga quốc nội, sau đó đi ra đường Trường Sơn, rồi đến đường Trần Quốc Hoàng, về đến đường Hoàng Văn Thụ, đường Nguyễn Văn Trỗi, tiếp theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Hàm Nghi, rồi đến đường Lê Lai, sau đó ra đường Phạm Hồng Thái, rồi về đường Nguyễn Thị Nghĩa, sau đó đi tiếp thẳng đường Nguyễn Thái Học, rồi về đường Trần Hưng Đạo, sau đó qua cầu Nguyễn Văn Cừ, tức là về đường Nguyễn Văn Cừ, rồi đi thẳng về Dương Bát Trạc và đến số đường 9A là chỗ đậu xe buýt
cuối của đường số 10 khu dân cư Trung Sơn. Thì đây là cái lộ trình của tuyến xe buýt 152 nha cô chú anh chị và các bạn. Một số hình ảnh phía bên trong của xe buýt, nhìn chung thì ghế ngồi thoải mái thôi, nhưng với điều kiện là chúng ta có những hành lý nhỏ gọn thôi thì mình có thể chọn đi tuyến xe buýt 152. Có cả những cái ghế ngồi rồi có vị trí đứng luôn các bạn. Nhưng mà thật sự mà nói thì đối với tuyến xe buýt 152 này hiện nay khách đi rất là ít luôn. Và có lẽ từ buổi chúng tôi sẽ phép tạm dừng. Kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi hết cái video trong buổi trưa ngày hôm nay ha. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Rất mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Mới đi về thôi, về trước 2 giờ
nào nó ra nó thấy mình. Không. Kiếm âm của đặc rồi. Nói em ghét cái bọn Ấn Độ quá. Chưa ra. Bất kỳ khách nào ra phải kiếm mình Ấn Độ, nó bỏ tiền ra mình phục vụ nó mà. Trời ơi, ra tướng em đón được đi lại. Hai ngày đón tối còn phải đi xuống thì bùng động dương nữ hoàng ăn tối. 9 giờ về tới tầm. Thank you.
Thank you.